Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình wallet đến từ dự án Soulcubator để có cơ hội mua IDO token có ký hiệu là XORC nha các bạn. Chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì dự án này mình cũng đã check qua, mình thấy nó khá là tiềm năng nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click vào phần link mô tả dưới video của mình, mở clip phong ra để đăng ký cái tài khoản nha các bạn. Dòng đầu tiên các bạn mình địa chỉ email mình vào nữa. Tiếp theo thì các bạn điền lưu username tại Twitter của các bạn nhé các bạn. VNN9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lưu username Telegram tất cả các bạn nhé các bạn. Thì các bạn mở Telegram tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng vào chat tin. Copy username mình nha các bạn. Thì sau này danh sách wallet mình sẽ đăng lên cho các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ sonlet.io nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè, các bạn copy nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào pocket nè. Rồi sau đó thì nhiệm vụ đầu tiên bạn follow tại Twitter nè các bạn. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up đó nè. Rồi tiếp tục thì các bạn like và retweet hashtag nè. Đây có chắc nó bút đứt xeo, bạn copy hashtag này các bạn. Bạn sao chép nè, bạn nhấp vô đây tweet nha các bạn. Bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tweet nè các bạn. Hashtag vào nè các bạn. Tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi bạn xôn sao không biết có cấp xa không cấp xa thì bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi tiếp tục xôn tiếp kênh channel này. Rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Vậy là xong nha các bạn. Bạn gì lấy link ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để tăng cơ hội chiến thắng trong wallet này nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.